Hello, chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tấn Huy Toyota Tân Cảng, chuyên mua bán xe qua sử dụng chính hãng. Thì chiều ngày hôm nay, sau khi mà giao xong chiếc xe cho chú Minh ở An Giang, Fortuner máy xăng một cầu nhập khẩu cuối năm 2016, thì Huy sẽ cập nhật những cái sản phẩm hiện tại đang có tại Toyota Hiroshima Tân Cảng cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì Toyota Tân Cảng bên Huy là đại lý ủy quyền của Toyota, là hãng nha quý cô chú anh chị. Những chiếc xe bên Huy thì đều cam kết đảm bảo tình trạng xe không bị lỗi nè các anh chị, không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản. Và đối với những sản phẩm của Toyota thì bên Huy đều có chính sách về bảo hành, cấp sổ cho quý cô chú anh chị khi mà mình nhận xe. Và bên Huy thì hiện tại đang có chương trình thu xe cũ đổi xe mới với giá rất là ưu đãi so với thị trường. Cho nên là quý cô chú anh chị nào đang muốn đổi những cái sản phẩm xe mới, đây các chị, khu trưng bày xe mới bên Huy gồm Innova, Cross, rồi Veloz, Ride, Camry, Altis, thì rất là nhiều những cái sản phẩm xe của Toyota. Muốn đổi xe cũ của quý cô chú anh chị lấy xe mới bên Huy thì gửi cho Huy một tấm hình đầu xe, một tấm hình sổ đăng kiểm và một tấm hình công tơ vét. Huy sẽ định giá miễn phí xe cho cô chú anh chị, đảm bảo cam kết khi anh chị đổi xe bên Huy sẽ được giá cao nhất so với thị trường. Và những chiếc xe mà cô chú anh chị đang chạy như là Innova, Fortuner, Camry thì chắc chắn khi mà bán cho bên Huy là bên Huy sẽ mua với cái giá cao hơn so với thị trường, vì bên Huy thế mạnh là những sản phẩm của Toyota, những sản phẩm chất lượng, bên Huy sẽ mua giá rất là tốt luôn. Thì đây là những chiếc xe mà đã được Toyota Tân Cảng bên Huy làm Marukuri. Thì Huy sẽ giới thiệu về tình trạng xe, odo, cũng như là về hộp số và số chỗ cho quý cô chú anh chị mình xem qua. Thì đây là chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2018, số sàn nha. Thì biển số thành phố 19344. 19344. Xe đi được 114.000 cây số, 2018 nha anh chị. Và đối với chiếc xe này hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 617 triệu, số sàn màu bạc. Xe này lịch sử bảo dưỡng cũng rất là đều. Xe Innova thì không sao lại gì rồi, Huy cũng sẽ báo để quý cô chú anh chị mình biết về những cái sản phẩm mà hiện tại đang có tại công ty bên Huy, và là số sàn hay số tự động và máy chỗ thì để cô chú anh chị mình biết. Và đây là chiếc xe Toyota Rut, xe số tự động, hộp số 4 cấp. Xe này thì 7 chỗ nha, gầm cao, là em của Fortuner. Dung tích động cơ 1.5 lít. Và chiếc xe này thông tin đây các anh chị, 57.000 cây số, 2018, giá bán là 587 triệu. Và hiện tại thì bên Huy cũng có một chiếc xe Toyota Rut màu trắng nữa, 2018 mới vừa về các anh chị. Thì chiếc xe đó hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 590 triệu. Xe đi được 50.000 cây số và là biển số ở Kiên Giang, biển số Kiên Giang màu trắng. Ok, rồi, tiếp theo. Đây là chiếc xe Toyota Innova. Toyota Innova, xe số sàn, được sản xuất vào năm 2019. Xe này đi được khoảng 70.000 cây số và đang được Toyota Tân Cảng bên Huy chào bán với giá là 657 triệu nha các anh chị nha. Xe màu đồng bánh kim, 2019. Thì hiện tại 2019 thì bên Huy bên Huy có một chiếc màu bạc. Và 2019 thì hiện tại bên Huy có một chiếc màu bạc, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đồng, ba chiếc. Và đây là chiếc xe mà 2019 màu trắng nè quý cô chú anh chị. 2019 màu trắng. Xe này đi được 56.000 cây số, số sàn. Xe đang được bên Huy chào bán với giá là 668 triệu, 668 triệu, 2019 đi được 56.000, biển số tỉnh. Và tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Camry 2.5W được sản xuất vào năm 2016. Xe đi được 105.000 cây số và giá bán là 788 triệu. Với những cái chiếc xe bên Huy thì anh chị thấy có những chiếc xe là ngoài 100.000, cũng có những chiếc xe là 20 hay 30.000. Thì hầu như những cái chiếc xe bên Huy
thì anh chị có thể thấy là odo nó hơi nhiều một tí xíu, do là bên Huy hãng, xe có sau thì bên Huy để bán vậy. Cho nên là anh chị sẽ yên tâm, mọi thứ sẽ trung thực, chuẩn và đảm bảo chất lượng cho quý cô chú anh chị. 788 triệu nha anh chị, 2.5Q 2016 ạ. Và đây là chiếc xe Colatis thuộc phân khúc hạng C. Hạng C. Chiếc xe này là hộp số tự động 6 cấp. Thì chắc cô chú anh chị mình cũng quá quen thuộc với Camry 2.5Q rồi, Huy sẽ không giới thiệu nhiều. Và biển số thành phố nha. Và chiếc Colatis này là biển số thành phố luôn, 2014. Và với đặc điểm cực kỳ lướt, 45.000 km, bản 1.8G CVT hộp số tự động vô cấp, đi 45.000 km cực kỳ chất lượng luôn, bảo dưỡng hãng đầy đủ và đều, với giá là 535 triệu ạ. 535 triệu, hộp số tự động vô cấp màu cà phê sữa ạ. Và bên cạnh đây là chiếc xe Toyota Camry 2.4G được sản xuất vào năm 2011, đi được 75.000 km và giá bán là 530 triệu, số tự động. Số tự động nha quý cô chú anh chị, Camry 2.4G. Ok rồi, Colatis, chiếc xe được sản xuất vào năm 2017, 1.8G màu đen. Chiếc xe này thì đi được 75.000 km, cá nhân đứng tên, biển số ở Cần Thơ, khá là rộng rãi. Và chiếc xe này thì Huy cũng có clip riêng, có clip riêng rồi. Với giá bán hiện tại đang được tăng cảm bên Huy chào bán với giá là 606 triệu ạ. 606 triệu. Và chiếc xe này thì bên Huy lúc trước là bán 617 triệu, nhưng mới có được giảm giá ạ. Và bên cạnh đây là chiếc xe Toyota Camry bản 2.5Q 2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái, có cửa sổ trời đầy đủ các anh chị. Thì chiếc xe Camry 2.5Q này đang được bên Huy chào bán với giá là 1.148 triệu ạ. Xe mới đi được có 35.000 km thôi. Và cũng là một chiếc Camry với kiểu dáng thiết kế, thì kiểu này cũng rất được khách hàng ưa chuộng và chọn lựa rất là nhiều các anh chị. Bản 2.5Q được sản xuất vào năm 2015, chuẩn 80.000 km, bảo dưỡng hãng rất là đều luôn. Và đây là một chiếc xe số tự động hộp số 6 cấp Camry 2.5Q nha anh chị. 2.5Q là bản cao cấp nhất của Camry, phân khúc hạng D, xe cực kỳ đẹp. Thì Huy cũng có quay clip riêng của xe này rồi, với giá bán hiện tại là 755 triệu. Và chiếc xe này cũng như một số những cái sản phẩm Huy mới giới thiệu thì cũng đang có chương trình giảm giá cũng như là khuyến mãi đến quý cô chú anh chị. Cho nên là nếu như mà thích sản phẩm nào thì cứ liên hệ với Huy, Huy sẽ tư vấn cũng như trao đổi về giá và hỗ trợ quý cô chú anh chị mình về vấn đề giá cả cũng như là thủ tục một cách nhanh gọn lẹ nha. Và phía sau đây thì chiếc xe cũng mới vừa làm Maruguri xong, Toyota Fortuner máy dầu. Xe được sản xuất vào năm 2019 và đăng ký vào đầu năm 2020. Số tự động nha. Máy dầu số tự động màu đen. Đó, xe này thì hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 1.007 triệu. Mới đi được có 22.000 km thôi nha anh chị, 22.000 km. Máy dầu số tự động, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Anh chị nào mà có nhu cầu mua xe về sử dụng cho gia đình thì anh chị có thể chọn chiếc xe này, khá là chuẩn. Và đây là một chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng, xe SUV gầm cao 7 chỗ, số tự động. Và chiếc xe này hiện tại đi được 75.000 km. Toyota Tân Cảng đang chào bán với giá là 558 triệu các anh chị, 558 triệu. Đây, 558 triệu. Biển số ở Long An. Còn chiếc Fortuner máy dầu số tự động 2019 và đăng ký 2020 thì biển số 94. Ok rồi, một chiếc xe biển số Bình Dương, Toyota Innova số tự động, được sản xuất vào năm 2020. Xe này chủ xe đi cũng kỹ và bảo dưỡng hãng đầy đủ anh chị, 100% bảo dưỡng hãng. Hiện tại xe đi được 11 vạn, hộp số tự động 6 cấp và bãi túi khí, những cái tính năng an toàn thì có đầy đủ, với giá bán 765 triệu nha các anh chị nha. Số tự động, xe cá nhân đi, anh chị mua về sử dụng cho gia đình là khá ok. Chiếc xe này thì biển số ở Cần Thơ, Colatis 2020, thì Huy cũng có qua chiếc này rồi. Hôm nay thì
Máy hôm trước thì xe có đậu trên lầu chờ rút hồ sơ gốc, thì hôm nay có rút hồ sơ gốc xong rồi thì ngày mai Minh Huy sẽ xuống dưới Tiền Giang, Chợ Gạo Tiền Giang, đăng ký chiếc xe này cho khách. Có vay ngân hàng tài chính Toyota. Tại Huy cũng muốn trao đổi thêm thông tin thêm đến quý cô chú anh chị, những cái chiếc xe của Toyota từ 2018 trở lên đều được sự hỗ trợ của ngân hàng tài chính Toyota. Cho nên anh chị nào đang thiếu tài chính thì hoàn toàn có thể mua được chiếc xe với sự hỗ trợ lên đến 70%, 70%. Đó, cho nên quý cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm. Và đây là chiếc xe Fortuner máy xăng được sản xuất vào năm 2016, một cầu số tự động. Xin lỗi quý cô chú anh chị nha, chiếc này là 2015. Thì với chiếc xe này hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 645 triệu. Xe đi được khoảng 80.000 cây số, 80.000 cây số. Đó, Fortuner máy xăng 2015. Còn chiếc xe 2016 thì nằm bên này, một tí Huy sẽ quay và giới thiệu giá cho quý cô chú anh chị mình xem. Và đây là chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng 2 cầu TRD Sport Turbo được sản xuất vào năm 2012, và chiếc xe này hiện tại đang được Minh Huy chào bán với giá là 510 triệu. 2 cầu số tự động, đi rất là khỏe luôn. Một chiếc xe SUV gầm cao giá rẻ. Quý cô chú anh chị mình có thể tham khảo chiếc xe này. Và bên cạnh đây là một chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng được sản xuất vào năm 2017, nhập khẩu nguyên chiếc tiền đô, với giá bán hiện tại đang được Tăng Cảng Minh Huy chào bán với giá là 882 triệu. Thì xe mới đi được hơn 50.000 một tí thôi, chất lượng thì khá là ok. Đây là chiếc 2016, với giá bán hiện tại đang được Minh Huy chào bán với giá là 688 triệu. 2016 2016 Đó, xe biển số thành phố nha, biển số thành phố. Chiếc xe này là biển số ở Kiên Giang. Chiếc xe TRD Sport Turbo là biển số ở Đắk Lắk, nhưng mà gốc là gốc thành phố. Mua khách của Huy mua về và xong xuôi thì khách mới bán lại cho bên Huy. Và đây là một chiếc xe Innova số sàn 2019 màu trắng. Tụi Huy cũng có quay clip riêng của xe này cũng kỹ rồi. Xe đi được 75.000 cây số, đi kỹ, chắc xe đẹp. Và chiếc xe này hiện tại đang được Minh Huy chào bán với giá là 657 triệu, 657 triệu. Và đây là một chiếc xe mới vừa làm Marukuri xong xuôi, 2.0G. Huy nhắc lại, chiếc này là 2019 số sàn nha các chị ha, số sàn. Còn chiếc này là 2.0G số tự động, chiếc kia là 2.0E. Sản xuất vào năm 2020 các chị. Xe đi được 45.000 cây số, và đối với chiếc xe này hiện tại Toyota Tân Cảng bên Huy đang chào bán với giá là 816 triệu, 816 triệu. Thì Huy cũng thông tin để quý cô chú anh chị mình nắm qua về một số những chiếc xe mà bên Huy đã làm Marukuri, làm đẹp xong rồi. Tiếp theo thì Huy sẽ giới thiệu đến quý cô chú và anh chị một số những cái sản phẩm mới vừa về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy và đang đợi là Marukuri, cũng như là một chiếc xe Camry 2.0 đang được bên Huy trưng bày ở trong phòng xe qua sử dụng bên Huy. Thì Huy mời quý cô chú anh chị cùng Huy xem chi tiết về một số những cái sản phẩm mới vừa về tại công ty bên Huy. Toyota Camry được sản xuất vào năm 2010, 2.4G các anh chị, xe còn rất là mới và đẹp. Chiếc xe này thì bên Huy mới vừa lái về, và đang đợi làm đẹp là Marukuri. Với giá bán hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 508 triệu ạ. Xe đi được 104.000 cây số. Về chất xe thì còn rất là đẹp các anh chị. Do mới vừa về thì Huy có chưa có thể quay chi tiết về chiếc xe này, nhưng mà anh chị nhìn ha, về chất xe. Chất xe mọi thứ còn rất là mới, rất là mới đó. Xe ngoại thất còn rất là mượt và đẹp, vỏ rồi còn rất là dài và những cái cụm đèn khá là sáng bóng. Thì quý cô chú anh chị nào đang tìm kiếm cho mình một chiếc xe Camry 2010 xe đẹp thì đây là một sản phẩm Huy nghĩ khá là hợp lý, với giá bán cũng rất là hợp lý, chỉ có 508 triệu ạ.
Toyota Camry phiên bản 2.0 E, số tự động, hộp số 6 cấp, xe khá là đẹp anh chị, màu trắng ngọc trai nha. Vào trời nắng thì nó sẽ ấm lên cái màu kim tuyến rất là đẹp. Xe khá nhanh đi, sử dụng khá là kỹ. Hiện tại thì xe này đi được 36.000 cây số và Toyota Tân Cảng bên Huy đang chào bán với giá là 848 triệu. Xe thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng và đã làm Marukuri vệ sinh. Cũng như là chiếc xe này đã được bên Huy kiểm tra 176 hạng mục toàn diện và cấp sổ bảo hành về động cơ và hộp số 1 năm hoặc 20.000 cây số. Được trang bị đầu DVD Android có tính năng dẫn đường. Thì đây là một cái sản phẩm khá là chất lượng để quý cô chú anh chị mình mua về sở hữu và phục vụ cho việc đi lại của gia đình. Nội thất bên trong màu kem mà khá là sáng và đẹp, có cửa gió cho hệ thống điều hòa ở phía sau. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động độc lập hai vùng. Một chiếc xe thuộc phân khúc hạng D rất là rộng rãi. Camera gear gầm nhún thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi ha, anh chị hoàn toàn yên tâm. Toyota Camry cực kỳ đẹp và chất lượng với giá bán là 848 triệu. Thì chiếc xe này quý cô chú anh chị nào quan tâm thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ hỗ trợ thêm về giá đến quý cô chú anh chị. Xe màu trắng ngọc trai khá là đẹp. Đèn phía trước là sử dụng công nghệ đèn LED hết nha các anh chị. Những cái hệ thống an toàn thì đều có đủ. Và xe được trang bị tới 7 túi khí, biển số ở Đồng Nai. Toyota Rush được sản xuất vào năm 2018, xe số tự động màu trắng, biển số ở Kiên Giang. Hiện tại thì chiếc xe này đi được 50.000 cây số ạ. 50.000 cây số, màu trắng khá là đẹp. Thì bên Huy cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng về tình trạng ngoại thất, nội thất, động cơ, gầm nhún và kiểm tra tổng quát 176 hạng mục của xe, hầu như là toàn bộ về chiếc xe Toyota Rush này. Và với chiếc xe này thì hiện tại Toyota Hiruzuma Tân Cảng bên Huy đang chào bán với giá là 590 triệu ạ. Xe được trang bị hệ thống 6 túi khí, những tính năng an toàn như hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khăn ngăn dốc, cân bằng lực phanh điện tử đều có hết ở trên chiếc xe Toyota Rush này. Đây là một chiếc xe SUV 7 chỗ khá là nhỏ gọn và phù hợp với quý cô chú anh chị đang có nhu cầu mua xe về sử dụng cho gia đình, số tự động, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Anh chị chạy ở ngoài đường trường chỉ có 5.8 trên 100 cây số ạ. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật những cái sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý và những cái thông tin về những cái sản phẩm lướt đẹp chất lượng đến quý cô chú anh chị mình xem. Cho nên hãy nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật liên tục, hầu như ngày nào Huy cũng quay video và cập nhật lên cho quý cô chú anh chị mình xem. Rồi, Huy xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.